Giờ thanh tịnh, thầy xin kính chúc lành hết tất cả Phật tử, anh em đồng đạo, trong phái Bưu Sơn Kỳ Hương Phật giáo, cùng là thầy bần sĩ vô danh xin sám hối trước tất cả Phật tử cùng đồng đạo, xin sám hối và xin tất cả các vị từ bi hoan hỷ cho chung nhau. Từ bữa gặp nhau tới bây giờ, từ bữa gần nhau tới bây giờ, từ bữa mà mình học chung đó tới bây giờ, một giai đoạn cuối mà xin kính tặng tất cả các quý vị ở miền xa gần một bài, có nghĩa là bài văn gì vậy bần sĩ? Tỉnh giấc mộng đời, có nghĩa là mình tỉnh lại rồi đó, thì mình tỉnh luôn, không có còn mê muội nữa, mà cũng không đợi chờ mà ai nói gì nữa. Vô lấy cái khăn giấy đi đi. Cái cuộc cái chương trình của mình đó, tất cả quý vị quý giá vô cùng nha, không thể để mình mất cái danh dự uy tín, là mất cái tính chất của con người của mình. Kể từ đây mình phải quý trọng mình, rồi mình phải làm sao đừng quá tác tệ. Đã ngày kia ngày kia đó rồi mình đã quá tệ rồi thì mình chưa có tỉnh cái một cái cơn là ác mộng. Còn bây giờ mình biết rồi đó, mình tỉnh rồi, không bao giờ ngủ mê nữa. Thì mọi việc tu hành của mình sắp với chương trình. Người tu phải làm gì? Người cư sĩ tại gia, chúng ta tu như thế nào? Cũng làm ăn, mua bán, cũng trao đổi, cũng tất cả đều có. Chứ nếu không mình lấy gì là sự sống của mình. Và trong cái cuộc sống của mình, khi mình tỉnh dậy rồi đó, mình phải biết cách nào mình sống dễ ở, không có khó. Và Phật ngày xưa, Phật là con người, mà hôm nay đó mình là con người, mà Phật đưa hết cái đề tài trước mắt hết, mà bây giờ mình không có theo Phật, mình không có nhớ, mình không biết được, thì hủy hoại cái tài sản uổng. Bây giờ tu thì thành đó. Tại mình không có chịu đựng cái cực khổ và cái hy sinh của mình, và cái khỏa đắp đi những cái vui buồn, những cái mà mình không cần thiết đó, bỏ qua đi, khỏa đắp hết đi. Và vừa rồi cũng bỏ luôn nữa. Hồi chiều này, mới cách hồi chiều này thôi nha, mấy tiếng đồng hồ mình làm gì mà bây giờ mình không có đem, không đem trước mắt mình, không đem trong hơi thở mình, không đem nơi chỗ cái định tính của mình ở đây. Đó, như vậy đó mới kết thúc được. Còn mình ngồi mình nhớ à, chỗ này chỗ kia là mình nhớ cái khoảng đời mình như sao đó, tao thù quá người này, không bao giờ tao quên được này kia, nó không được. Quý vị thấy Phật thương mình không? Ngồi đây cho thấy chứng minh đàng hoàng. Mình lầm tưởng đó là Phật ở đâu xa, Ngài ở trong người của mình đó, ở trong cái gò nổng, cái đền thờ tâm linh của mình đó, ở trong đó. Phải cố gắng. Nếu kỳ này mà quý vị không cố gắng nữa thì quý vị đã thất bại thì buồn lắm, chứ không sao đâu. Nói vậy. Bây giờ nói về cái đạo Phật của chúng ta đó, nó rộng bao la không thể nói được. Mà được một nhóm, một chòm nào ở trong cái khóm mình, ở trong xã mình mà có một cái ông thầy giáo già, ổng nghỉ hưu hay là ổng chi đó mà ổng dạy bổ túc, hay là có cái cô đứa thầy mình thì đi ra ngoài Đông Hải, Phước Hải rồi đó, tắm biển nghỉ ngơi rồi nghỉ mát, thì bây giờ có cô thế, ví dụ vậy, đỡ lắm. Để mà kỳ thi này đó mình không có sợ rớt, không mất mát. Nhưng mà bần sĩ sinh đức là người tu phải có sức khỏe, sức mạnh, phải giữ gìn sức khỏe trước, ăn uống bình đẳng, sự sống bình đẳng, làm cái gì cũng mình phải lượng phân bình đẳng hết, bình quyền bình đẳng hết, thì cân đối đó, tinh khí thần đó, ba cái nhiệm vụ đó, Phật,
thánh tiên, mình nói vậy đi. Chứ nếu mà mình không có cân mà mình không sức khỏe rồi mình cũng không làm gì được hết. Ví dụ bây giờ mình ra rửa chén mà mệt quá chóng mặt ra rửa không được, thì cái sự tu đó phải không phải luyện công, nhưng mà mình phải là trao đổi, phải không? Tu tập, tu luyện, luyện chứ không phải luyện, luyện đó, vậy đó. Có trường, có tất cả các ngài, có các vị ta tái trở lại bằng thi văn giáo lý thì mình mừng lắm, được dịp mai phải học đạo, chừa hết tính chất cống cao ngạo mạn, gò nõng gò bó đó, cứng đầu đó, hay là những gì đó, xin cái thứ quý vị đừng buồn, cái đó là cái số một khổ khắc nhất. Mà mình còn mơ đó, còn trong cái giấc mộng đó, mình không biết, bây giờ mình tỉnh ra rồi nha, tỉnh giấc mộng đời mà, đó, thì mình sẽ hiểu hết rồi, mình lánh hết, mình ra khỏi, đừng có nhầm. Mà đừng có nghĩ sai lầm gì nữa hết á, không có gì phải sai lầm. Mình nghĩ là đúng. À, ông Thánh ông làm gì? Thánh hiền nho giáo, thần trung can nghĩa khí, Phật từ bi hỷ xả. Thấy không? Như vậy đó. Thì mình bây giờ phải theo Phật, không theo tà ma, ngoại đạo. Bây giờ mình ăn chánh đạo, mình nghĩ quấy chút là mình sai rồi. Mình qua tà đạo rồi, chứ không ai hết. Tu có nhiều cấp, có nhiều cảnh, có nhiều đạo, nhiều phái, nhiều nơi. Nhưng bây giờ mình cứ theo ngay Phật. Phật của mình, Phật chính mình. Đó như thế. Thì không thất bại. Hôm nay thầy muốn gửi lên để đem tấm thành tình lòng của bần sĩ ra để nói, để trao đổi. Vì thầy bần sĩ cũng chưa phải là đi về được rồi, còn ở đây, nhưng mà bước được 3 bước rồi. Thì thấy tất cả đồng đạo anh chị em của mình đó, đạo hữu, còn một bước trơn trở, thành ra có người được 1 bước rưỡi, truyền tay nhau, để níu nhau, để nhắc nhở thôi, chứ không phải là làm thầy quý vị đâu, phải đang cố gắng. Nội cái cơ sở, cái cơ quan bản thể của mình đó, mình làm việc không hết. Thì không còn là gò mó bên ngoài để làm chi đó. Cái cơ quan đó, bản thể có phiên tòa án lương tâm của mình ở trong lòng mình đó. Có ngôi vị Phật Đà, có Tây Phương Cực Lạc, có địa ngục A Tỳ, có tất cả. Thì ngay bây giờ mình nắm cái căn bản của con người mình tu làm người. Khi mà Đức Thầy đã nói cư sĩ tại gia, rồi nghe nói cư sĩ tại gia rồi, có nhiều phái đó, mình đâu có tu theo Thích Ca Mâu Ni, mình đâu có tu theo Phật. Thì bên Phật giáo đọc những bài giảng nào thì cũng nghe anh em bên Phật giáo Nam Mô A Di Đà Phật, tại sao không có? Nói vậy thì xin tất cả anh em xa gần mấy miền, nếu có nghe được lời của bần sĩ hôm nay trao đổi ở nơi non tiền, thì mình sẽ bảo chứng chính mình. Kể từ đây mình sửa đổi hết. Nhưng mà cái áo nó rách đó, nhiều đó, sửa lại một lần hay là nó gì đó, giá chưa lành đâu. 2-3 bữa, bốn bữa. Trong kiếp này mình cũng không thể tu cho rồi, cho hết. Nhờ cái sự năng lực hy sinh tốt đẹp, thường nhẫn nhường nhịn nhục, thì Phật trên thấy được, Phật cho bớt. Cho bớt. Chứ còn nếu mà lấy điểm, không thể lấy được bao nhiêu hết. Lấy hết không lấy bao nhiêu hết. Tại sao? Tại mùa mạc hạ. Quý vị cũng không muốn gì đâu. Anh em mình cũng không muốn gì đâu. Tất cả bà con xin kính thưa. Nhưng mà nó bị cái này dướng bận, cái kia dướng bận. Mình không biết tháo gỡ. Chính cái tâm mình là nghiệp đó. Tâm sanh thì tâm diệt. Thì bây giờ cái nghiệp lực của mình sanh ra, chính mình diệt bỏ. Thấy trong mấy hôm nay không, quý vị ở đây là quý vị ở trên một cái ngôi tòa của Phật Pháp đó. Thấy chưa? Ở cảnh tiên. Ở rừng chiều buổi sáng tinh mai, được hưởng hết tất cả những gì tắm gội sạch sẽ hết. Đó như vậy. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào niệm Phật, giờ nào thiền. Đó, từ đây sắp tới. Nếu tất cả các vị nào
non bồng phí chí thì theo thầy tầm sự học đạo có nghĩa là dễ non. Nghiệp lực mình nhiều quá, các đức bỏ phải tạm. Thầy ơi con nghèo quá, không có nghèo. Thầy ơi con quá giàu, không có giàu. Cũng không nghèo, không giàu. Cái nghèo là cái gì? Cái giàu là cái gì? Họ có nhiều tiền đó thì xài xí và làm một cái cảnh nào mà không có biết cúng dường và biết lo cho tam bảo Phật pháp thì họ sẽ bị. Còn nếu biết được thì đó là cái sự tồn tại chứ không có gì nhiều ích. Tiền mà sắp hàng để đó thì nó mục không hay. Có một ngày nào đó quý vị có một cái ánh tiết là có một cái chất gì lạ lắm nha. Quý vị nắm lên vậy nè, nó rớt xuống hết trơn. Nó rụng hết, nó rớt hết. Nó mục á. Rồi mình cũng có một ngày, nói chung quy á, nói chung hết toàn hết á. Tại sao mà bần sĩ ưa nói trèo đèo quá vậy, ưa nói dốc quá vậy phải. Thì mình đang đi đó, hồi đó đang đi quỵ xuống đó chết. Thì có rồi đó. Nhưng bây giờ còn cái chết này nữa nha. Mình đang đi, nhưng mà mình quỵ xuống rồi da mình nó rất riêng, thịt rất riêng, còn bộ xương không. Tới chừng đó mình mới thấy khủng khiếp nữa đó quý vị. Bây giờ thay đất thì thay vũ trụ đổi trời. Đó thì bây giờ ai cũng thấy, ai cũng biết hết rồi. Bây giờ cộng lại cái sự tu tập của mình thức tỉnh vậy rồi, mình bừng ánh sáng ra, đừng thấy cái hoàng hôn đen tối nữa. Một người nữ phải đổi trở lại thành nam. Đừng yếu xìu. Đừng lề mề không tốt đâu ạ. Nếu mà lề mề rồi thì nói về đời mình cũng không làm giàu được, mà nói về đạo mình cũng có đắc đạo được. Bị lề mề lệt mệt đó. Rồi không thứ tha, mình không khoan thai thì mình không khoan dung cho ai được hết. Mình tu cho mình sung sướng lắm, đâu có gì đâu. Mình trốn, ngồi trong kẹt, trong hốc, hoặc là ra đồng, ra bái, chỗ nào mà nhà cửa mình thiếu gì đất đai đó. Đó. Còn không thì trong phòng mình thì nó bật vô âm tích là cái không khí nó có lấy được. Thì mình phải đi ra ngoài, đi kinh hành. Nếu giỏi cẳng nó chịu đi 3-4 vòng niệm Phật. Mà vô tình vô hình nhờ mình nữa đó chứ. Để người ta nương theo cái tiếng niệm Phật đó mà ta siêu thôi. Đi kinh hành. Đó. Nghe nói thuyền ai cũng muốn, ai cũng ham hết á. Ham ngồi để phe đó, phe danh đó đó. Đó vậy chứ cái ngồi thiền trằn trọc lắm đó quý vị. Lấy không được ngồi nữa. Bị cái này nghỉ chút xíu ngồi nữa. Ngồi tìm cho thấy, tìm cho ra. Để đánh đuổi chứ không phải là ngồi thiền để đó. Mình tìm. Tại vì mới đây mình nóng tánh quá nè. Mình làm cái chuyện không tốt đôi này cái nọ đó. Sao bây giờ không thấy nó cả, nó giấu ở đâu đó. Thì mình ngồi xem mình tìm ra. Rồi tìm ra mình phải chứng minh thật sự chính mình sai, chính mình lầm, chính mình trật, không có ai hết. Không đổ thừa vợ, con, chồng, không đổ thừa ai hết đó. Đó là cái nguyên nhân thống khổ chính ra mình. Ngay bây giờ mình phải biết khi mình tỉnh. Cái giấc mộng mà mình hằng ngày đó, chứ không phải nói là ngủ đêm. Mộng cái này, mộng cái kia, mơ được cái này, mơ được cái kia. Thành ra phải là, cái chủ đề là phải tỉnh. Đó, thấy không? Không có mê nữa, mà không có mộng nữa. Cái giấc mộng đời này nè, ảo nè, thấy chưa? Còn mất, sinh, diệt. Đó, nó đâu có gì đâu. Thì bây giờ tất cả anh em chị em mình á, cũng gần chia tay rồi đó. Phải ráng cố gắng, phải ngoan học, phải nhanh lẹ ở bên trong của mình. Dạ thưa thầy, con già rồi, tu đâu có nói già. Mà tu đâu có nói trẻ, tu đâu có nói giàu, tu đâu có nói nghèo, tu đâu có nói đẹp, xấu. Thấy không? Lại cái chân tâm này nè, để mình hành trì.
khi cha mẹ mình mà cấp sách cho mình đi vào trường học khi còn bé còn nhỏ, trông mong con lên lớp, trông mong con học ngoan, về trả bài ròng rót, mà mình đi học mình lười, rồi mình trốn bỏ, mình làm này kia nọ, thì cha mẹ mình có buồn không? Đức Phật đã ra bài cho mình rồi, thì mình phải cho thông, mình phải cho cực khổ nha. Nói với quý vị là phải dành riêng để tu đó. Chứ nếu mà nói về việc nhà và công ăn việc làm quý vị, hay là ở đây cũng vậy nữa, hãy buông cái này phải bắt cái kia, làm này làm kia nọ, thì cái giữ tu của quý vị đó, bây giờ nói giả thế thầy con làm con cũng tu, quý vị biết cái này gì không? Cái bút, thấy cái bút này đâu, đâu có thấy trong này. Rồi cái này là cái gì? Cái ly nước. Cầm ly nước này và cầm cái chén này rửa nè, đó, không tu được. Bị thấy cái chén, bế tắc hết tất cả mọi việc, trong khi 15 phút, 20 phút mình ngồi để thiền định rồi tịnh tọa. Nếu không có thiền, mình không có thể yên lặng được, mà không có thể là có một cái tương lai, có một cái sự nghiệp niết bàn của quý vị đâu. Bây giờ mình phải cố gắng. Cái nụ cười hồi xưa đó là hoa, Phật nói hoa trái đó, mình cười khác. Bây giờ là mình thay đổi, là mình cười khác, không phải cười nhào lộn, hớn hở, vui buồn lẫn lộn, hay là cười thái quá, cười khinh khi người ta này cái nào đó, không có nên. Bây giờ đặc biệt mình phải sống với bộ máy trời thiện nhiên mới. Mình thay đổi được rồi đó, mình cũng như là mình có một chiếc xe mới, và mình thay cái thùng xe mà đổi là cái bộ máy trong là mới hết. Phải có sức mạnh, phải chịu đựng, đừng chán. Học tu mà chán rồi, cũng như mình ăn mà mình ngán quá này cái nọ, cái món đó vậy đó, không được vậy đó, thì mình phải nhịn đói. Nếu mình ngán cái món này mình nhịn đói, một ngày ăn không? Không ăn. Ba ngày ăn không? Ăn à. Nói vậy đó. Còn học đạo cũng vậy, đâu phải dễ. Nếu dễ thì người ta đã thành Phật hết rồi, ta đâu có chiến tranh, người ta đâu có giành giật, rồi người ta cũng không có xỉm mình, nó đắng nó cay này cái đó. Thưa quý vị, anh em của mình phải tỏ ngộ. Đêm hôm nay con đã sáng đạo, thấy Phật không? Anh em đi hầu Phật mà ý lại đó, tất cả các chị đa văn mà không sót, hãy Phật ra cái gì là y làm, giỏi lắm nha. Sắp xếp cho Phật họp với ngài giảng chỗ nào vậy đó, sắp xếp. Thì ngài Phật đã nhập diệt rồi thì anh ăn chớ giới. Thì cái diếp là có cặp mắt sáng, cặp mắt đó là của Phật trao đó, thì cái diếp thấy không vỡ thôi, không cho vô, không cho cái vô cái đại học để siêu tập trở lại tất cả các quyển sách, thấy chưa? Sau cùng anh ăn đi mất, thì ta tưởng nó buồn đi lang thang, ai giờ vô thiền ba đêm đắc quả đắc đạo sáng trưng hết. Chừng sáng bước ra rồi thì cả giếp biểu vô dự đại hội, ta nhìn mình ta biết liền, chứ không phải ta đợi hỏi mình đâu. Sau đây Phật tử mà gặp với nhau nó mặt mày sáng trưng hết nha, vui 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 vui, không có buồn, không có ở cổ mà ực lên ực xuống, nó vậy đó, thông suốt như thế đó. Vì mình không có gây, không nóng, không giận, không có buồn gì, mình tập riết mới được, chứ không phải khi không được đâu quý vị. Bữa nay vậy chứ ngày mai mốt về thì cũng phải có vướng như vậy. Nhưng mà từ cái vướng ít, vướng nhiều, vướng như thế nào đó mình đã nắm bắt được. Trong một chuyến đi này về mình thắng được một bước độ rồi đó. Cũng như này, cái cuộc trò mà chơi của tất cả thể thao đó quý vị. Thắng này cũng phải thua cái kia, cũng phải thua, nhưng mà gồm lại là mình phải thắng 4, mình thua 2 thôi. Còn bây giờ người tu cũng vậy, đừng để sửa hoài. Sức hiện ra, quý vị biết nhìn tướng, biết quân nha, nhìn cha mẹ, biết con. Học trong trường mà học trò nào mà vừa tan trường đi ra, biết đứa đó sẽ học ngoan đó. Trầm tĩnh, đi yên nhiên,
không có chạy ra làng, không có chạy, đi tự nhiên đàng hoàng tử tế, cặp sách mang đâu đó đàng hoàng. Đó, thấy chưa? Đứa đó là nó chăm chỉ được như thế thì nó sẽ học bài nó cũng thuộc hết. Còn ra mà tung mây lướt gió, hãy ra khỏi trường rồi chạy, chạy 3, chạy 4, cũng như nhảy dây vậy đó, thì ít mà lấy nhiều cái căn bản của những đứa bé đó. Còn người tu cũng vậy, xuất hiện ra đi là người ta biết cái người đó tu tịnh rồi đó, cái người đó tu thiền rồi đó, cái người này tu sửa rất là khéo. Còn ngay cái bộ diện mình đi thiên nhiên đẹp tốt tự nhiên, sửa này ẹo qua ẹo là thấy chưa. Ngay bây giờ mình phải cố gắng tu tập, mình tỉnh cái giấc mộng này rồi đó, không còn mơ như quý vị, để đi theo thầy rảo khóc đông tây bốn phương tám hướng để nguyện độ chúng sanh. Ai cũng cứu, người này cứu người này, người kia cứu người kia, chứ không phải là phải ngồi giảng như thầy đâu. Sau này phải có những cái bàn tay của đạo để cứu giúp người ta. Phải nhìn nhận mình là người có tội. Đêm tham thiền mình xét lại lỗi của mình. Người tu giờ phải trọn vẹn đức tin, đừng lý thú rồi mất mình mất mạng. Học phải hiểu đi trò, đừng có bạo dạn. Học phải hành, không có kết bạn tham mưu. Kết bạn lành, kết bạn với người tu. Đừng mờ mịt, rồi kết bạn với kẻ ngu người dại. Tĩnh lặng đi rồi nghe thầy. Nguyện bay lại Phật trời cho trai gái được niềm tin. Tỉnh một cơn ác mộng chính mình, nay hối hận buổi sân trình mình gần đến. Học phải nghiêm trang, phải thanh tịnh, bạn hiền kính mến. Mình học phải hành rồi đi đến kỳ thi. Học trò không biết chữ gì, học bài không thuộc rồi vào thi chỗ nào. Đi học phải nhớ cha mẹ nè, lo đèn sách nè, thầy tổ mình dạy biết bao. Lo mê chơi rồi giỡn làm sao thuộc bài. Nay tất cả các anh em đạo sĩ cũng vậy, muốn lui gót trần ái, từ bi học đạo hằng ngày mau mau. Học lý Phật phải dồi trao theo Phật, học lý thầy phải biến đổi giống thầy. Thiên cơ mãi tạo giờ này, ráng mà học giỏi sau này thành thân. Sớm chiều sáng cũng chuyên cần trau chuốt, rủi cứ gặp sương pha bão lạnh buốt cũng cam. Chữ tu hành hiển đạo mình làm, ráng cố nhận để mình người nhà làm an lạc quốc. Người tu tốt, người hiền quang có chất, sao lấy để của mình không mất mạng nghe chưa. Tình giờ thức dậy sớm trưa tình rồi, học đạo đò đưa chiến chiều. Mình hiểu biết đó, mình phải thương yêu tất cả. Học đừng có nôn nè, hay đừng có biến lười nè, mà phải ròng rã để công phu. Học mấy bài ta dẹt mấy mù, đâu còn gì nữa mà không tu mơ trò. Nói cặn kẽ, nói cho trò hiểu, cũng như đờn hòa điệu để phím tơ. Đừng nghĩ rằng nó tới
cẩn giờ mình nghĩ tu niệm để qua bờ bến khổ. Ngồi ở đây, đầu con đội thầy đội tổ, tâm yên tâm để giác ngộ ân đền. Biết đạo rồi nghĩa lý đừng quên, thầy nhắc nhở kể bên trong phút cuối. Cây đúc huệ đó, mình đem mình dùi, thì làm sao mình sáng ngời để trong buổi mình đi. Buổi chiều khuất bóng lâm ly, đêm mi buồn không đuốc, rồi mình đi đường nào. Ráng cố gắng, cái miệng nhất là mình không có bạo hão, để yên mà niệm Phật chớ ngày nào cho thanh. Người tu biết hết ráo đó, tỉnh dậy rồi đó, biết kẻ giật người giành, kẻ giữ người lành ở kế bên ta. Nhưng không nói mà không chặn, tại vì ta lắng tâm niệm Phật Di Đà cho sống. Mình nương tựa Phật Đà để trông về cõi Phật. Tỉnh đi trò cảnh vật này phai, ở tâm ta mấu chốt hằng ngày, bệnh cho chặt đừng lai một nét. Ráng tỉnh dậy đi thầy gào thầy thét, trò hiểu đạo rồi mình tự dẹt trong mây. Nói ra tiếng nói dậy đầy, toàn là êm dịu trong mây. Trò không nạt nộ, không có âu lo tô tát, mình nói ra cửa miệng mình như là bóng mát để che người. Lúc nào mình cũng vui tươi, mình dùng nước tỉnh cho người mát tâm. Từ đây đến âm thầm lo trao luyện, mình ở một mình đừng có kiếm chuyện ở với ai. Cách xa đi để gặp Phật Như Lai, gặp chúng mãi chúng hoài chi vậy đó. Mấy mươi năm rồi đó, mắt mình ngó không mỏi sao trò, mà cứ ngó hoài hoài. Bả định chung thiền của nó sai, mấy năm chặn, bây giờ để này để khẩn. Ra đi con rồi mình tinh tấn, ráng tu hành đạo trời rồi mình chiến thắng ba quân. Về đi tâm giả sáng trưng, có ngày thành đạo rồi chấn hưng Phật Thầy. Đạo Thầy chấn hưng đủ đầy đức độ, ráng đi trò sổ bộ nguyên cơ. Đêm nay ngồi để chờ giờ, chờ thầy đọc giảng rồi chờ giờ mình nghe. Rừng ơi năm núi đã khoe, cây rừng im tắt rồi bữa trưa chiều buồn. Thầy về đây đó, tiếng vắng vẳng không có tiếng chuông, lắng tâm mà nhắc đạo không buồn không vui. Bây giờ nhớ lại bùi ngùi, phút giây ta bỏ xác, làm sao vui bỡ đời. Tỉnh đi con, thầy bời rời bủng rụng, không muốn nói nữa đâu trò, vì ắt cũng nguy cơ. Nói nhiều mang tội, bây giờ trời tru đất diệt, cảnh trần nhớ không còn. Phải cố gắng để giữ tấm lòng son cho tốt, mình phải bệnh gốc bồ đề là mấu chốt. A di về nhà rồi lưng rồi si, ngồi thiền tịnh độ thầy bơi đi trở về. Ráng tinh tấn, đừng có mê như ngày cũ, ráng đi con, mình làm chủ cái ngôi nhà. Ở trong đây nè, thước ngọc đền nhà, tiền của chất bao la mình không biết. Giả giờ đặng tay ngơ mắt điếc, để nghiện ra trong phàm đời này rồi tuyệt mạng nay mai. Nhớ rồi sự dạy bắn khoai,
kêu trong ba tánh gái trai ngày nào, kêu mãi mãi, cấm xào, cấm mùi, kêu hoài hoài lầm đuổi chưa ngưng. Ngày nay ông đã về rừng, đâu còn bơi lượn mà trong chừng ba giá. Thì nhắc lại, khi mình tỉnh cơn ác mộng, mình mới thiết tha, biết mình đã lầm lỗi nè, bất hiếu với mẹ cha mình nhiều. Tại sao dân tộc không thương yêu? Tại sao vì của tiền vàng ngọc mình nuông chiều gian rân? Hay là bây giờ mình đang yểm cụ nghinh tân, tại sao không sang bằng cái đại quốc trong thần trong tâm? Biết bao anh chị sai lầm, bây giờ mình tỉnh ngộ, mình tâm lý chân, nay tỉnh được rồi đó, mình không có sờn gì hết. Nguyện với Phật trời cho đến chết con cũng tu. Đây là nơi chốn rừng thu, cảnh tiên đồi vắng rắn ngồi tu. Nghe thầy tu cho nhẹ, để mình thấy cái cảnh này, để bên trong nó xuất hiện đủ đầy đức ân. Bên ngoài tiền của không cần, hay là đẹp đẽ cũng đó là người dân trần rồi. Ngự tu tịnh con ơi hiền lắm, cũng như mình đi mua được, sắm được món quà. Cất biệt tâm biệt tích thật xa, sợ nó mất, rồi trong nhà mình khô. Ngay bây giờ này mình tu nó, mình cầu xin Phật tổ, thì nói ra lời mình phải giác ngộ đi đôi. Đặng mà mình sống được, mình coi người tu biến mất sự thiệt thòi dữ hung. Đặng nắm chặt bậc duyên trung vị trí, bậc tài trai đem bố thí công này. Nữ nhân ơi sớm nhóm chiều say, rất là tuyệt đủ đầy hạnh đạo. Nhớ thức dậy rồi thì giường tiên mình vào, đi đi trò rồi hay rồi hay. Đừng dùng tiếng nói tao mày, chị em muội tỷ đủ đầy lui chân. Một chút xíu cũng mang ơn đại nghĩa, nhớ thì dặn mình về nha. Phải trồng trĩa hạt giống từ, ở trong lòng mình đó, nó ở quá dư, giống ác cảm nè, giống hư, giống hoài. Mình không có biết, mình còn mê đó, mình nghĩ lại. Chớ nếu mình tình mong rồi, thì mình hãy tương tri. Về ngồi, sớm nghỉ chiều si, chắp tay niệm Phật từ bi phục hàng. Con sám hối với Phật nè, con sám hối muôn ngàn. Vì con lầm lỡ nè, con đi trên đàn quạnh hiu, bây giờ nghe được thầy kêu thì mình tỉnh mộng sớm mà chiều tu tâm. Nhớ thì dặn nha, mình nín lặng miệng như cấm, mấy mươi năm mình nói quá rồi mà, mình sai lầm, mình nghi. Bây giờ tỉnh dậy mau đi, đặng rồi bừng sáng rồi hội tam quy trở về. Rừng ơi đêm nọ nay cây, chứng minh cho bần sĩ trở về năm non. Rừng ơi mắt lệ ta còn, buổi cùng mà còn giảng chịu đòn má giang. Rừng ơi thiết thiết tha tha, ta ngồi bạch ngọc cung nga hay gì, hay ngồi tảng đá từ bi, đặng mà lượng đạo, đặng khi giáo truyền. Rừng ơi đi khắp mấy miền ta về, ta ở trên truyền mọi nơi. Đêm khuya chưa thanh tịnh chưa ơi,
tâm lòng còn cuồn cuộn, còn chèo bởi chuyến đò. Rừng ơi thắt lắng tự do, sao rừng không rước không cho người hiền, về đi thanh tịnh chớ tham thuyền. Đừng nhìn mà thấy cảnh dưới truyền trần gian, nhìn khối đá hãng tàn to tớt, như cây cưa như thớt chưa trải dài. Nhìn chỉ nơi chốn trần ai mình nhìn, mà bạch ngọc thới lại vô cùng. Nhìn rừng thẳm đạo khung đá dài, nhìn rừng tiên trai gái kia kìa, niệm Phật rồi nhớ canh khuya mình ngồi, mà bái núi sớt chia như sương buồn. Giờ lắng lặng khai tuồng tình mộng, nhớ đừng giai nghiệp cộng nghe trò, mình về tu học ráng lo, mình làm phước đức trời cho cho mình tồn. Danh đừng nói như còn bị sập, danh không cao lặng hụp như con. Sớm hôm thanh tịnh bà con chiều về, chiều về lại Phật chưa làm tròn công phu. Làm gì làm mà chữ tu đừng bỏ, có uống ăn cũng rõ cơ màu, đứng đi còn đạt cao sâu. Tham thiền tỉnh ngộ rồi gối đầu bó tay. Nhớ mình tu còn sai là vợ, nhớ mình về còn nợ sau về. Yên tâm bút mực thầy phê thuyền, đà cập bến không về uổng công. Nếu trễ nải dòng sông trôi mất, dòng nước trần quá chất gơ thâm. Mau chân lẻ bước đừng lầm, theo thầy học đạo rồi tâm về quê. Phải tỉnh mộng chán chê đời bận, phải tu tâm cố dấn lại mình. Ăn trọn nghĩa chưa trọn tình, gối đầu mà tu tỉnh với bạn mình cho vui. Ráng cực khổ lau chùi cho sạch, ở trong ta ngăn cách chưa rõ ràng. Ở trong gió trú nhiều làng, cũng như mà bốn bể dậy thời năm ở châu. Trời có gì ta đây cũng có, tại mình tu không tỏ rồi buồn. Kinh thơ mình đọc thật xuông, đạo tâm mà không hiểu như luồng gió bay. Giờ thanh tịnh mực mài cho vẹn, tu đi con tầm kén trả ơn. Chỉ tâm học đạo chứ đừng sợn, thấy buồn rồi già cả chứ thua hơn việc gì.
Nam chi chi phương phi hùng mạnh gây tiếc trinh bên cạnh giáo đời. Hai bên cộng lại một nơi giúp dân cứu chúng thành thơi vô cùng. Giờ thanh tịnh lạnh lùng rừng nổi, ta nghe mưa đã sôi tâm thân, đạo tâm ráng tịnh chưa hồn thân. Bụi này mất mát rồi phân dân chưa được nào. Nín lặng bớt đừng gào nói nữa, mau thấy đi ngọn lửa cháy đang. Lửa trong tâm tánh chưa của đàn, lửa mình mà bốc dậy ngộ ngang chưa thiêu rồi. Còn giận thù đem thôi lửa cất, còn ghét ghen chứ quá chất nhiều đầy. Chờ cơ hội ngộ chứ phút giây tự mình tiêu diệt chứ giờ này chớ ai. Hạ mình xuống bổn lai tu tình, mình giao truyền mình dịnh minh sư. Trời ơi, đạo chẳng quay hư tại, mình không khéo, không dư hiện lành. Phải thực tập nhanh nhanh rốt ráo, nói là ta hoài bão trong tay. Phật mình Phật ở không xa, đừng đem Phật quỷ Phật ma vào thờ. Đây sắp tới bất ngờ nhiều chuyện, ráng mà tu tráo luyện nghe tròn. Giỏi thì trời Phật ban cho, dở thì phải chịu chứ nằm có một mình. Giờ thanh tịnh bản tình nồng hậu, nếu tỉnh rồi chim đậu cành ở đây. Lá to che chở chứ vậy mà đâu bị mày diều sớt chứ quả tha non về. Phải kiếm việc chỉnh tề một chút, nghe từng câu kết thúc từng lời. Cổ khang thầy nói khắp ba nơi, suối buồn mà còn chảy chứ nước nào còn trong. Cầu lại Phật thoát dòng tục lý, cầu lại thầy con hỷ học chấm. Cầu xin con được cái tâm đem về mà giao Phật, được không lầm không sai. Đêm tịch mịch rừng nãy u ám, nhìn cõi mây hai bám lá cây, hai lùm bụi gốc che đầy, phải nhìn cho kỹ coi mây màu nào. Lặng im hết khai nào nguyệt đạo, đặng tiếp thu rồi dạo trong lòng. Kiềm tâm tu tịnh là sống,
tham thiền tịnh độ rặt rồng về thôi. Muốn cho lẽ ráng ngồi tìm kiếm, đặng giao về kính liệm Phật muôn. Trần gian đâu có chưa trường tồn, kỳ này mà di lạc chưa phá hồn mê suy. Ai tỉnh giấc vậy thì mau gấp, đặng tu đi rồi gặp chư Phật. Bây giờ mễ mệt thay thay, bây giờ còn chảnh mãn chưa chờ ngày nào tu. Ngồi cực khổ công phu một tiếng, lòng hằng lòng Phật hiện là ta. Nam mô sáu chữ chư Di Đà, đi sâu vào tâm tánh chư của ta chư phục hàng. Dù ma quỷ lan tràn cách ta mấy, niệm Di Đà nó thấy vậy dùng thì là nó chạy lung tung. Quỷ co mà ma tháo ngay cùng phải ra. Khi niệm Phật thì ta phải biết, còn gì giờ phải diệt sạch ta trong cái chi mà ở trong lòng. Chính ta chất chứa nâu sòng nhiều năm, khi nóng giận giá câm không được, tại hằng ngày sáu sược hoài hoài, nó quen cái miệng ngày nay, làm sao nín lặng câm ngay bơ trò. Phải thực tập đừng có đừng cưỡng, đừng nói nhiều rồi vướng bụi sâu, thì là mình tỉnh cánh thâu tắt liền mà vắng lặng chưa còn đâu nói nhiều. Người của Phật thương yêu tất cả, bóng từ bi rộng ra chở che. Nói năng hiền hậu người nghe, đó là mình tỉnh ngộ trong mùa hè rồi thi. Không có tỉnh biết gì mà bảo, không tỉnh tâm tu đạo chỗ nào. Tỉnh rồi không có bào hao, thoát y mà kỳ phận công cao quá đầy. Giờ mình tỉnh dậy rồi, rồi thấy ba đinh chung đừng lấy kia kìa. Trò ơi thức dậy canh khuya tam thiền, liễn đạo rồi về nghe hôn, cho kịp đòi chí tôn còn đời. Cho kịp mùa rồi gửi nay mai, xảy ra chưa được một ngày, lên đò ly biệt rồi quay chỗ nào. Anh em đạo làm sao cộng sự, giúp đỡ người rồi giữ chứ mấy rồng. Một cha một tổ một tâm, ráng mà tu tịnh thuộc dòng Bảo Châu. Thầy giải đáo thầy đâu đòi, hỡi bạc giới tiền khắp khởi làm chi. Muốn sao con học cho đục nghi,
sáng trưng tâm tánh từ bi mà năm. Và tính mong sai lầm gì nữa, mau đi con gội rửa bận nhớ, mấy lâu nằm đó đợi chờ. Mình không khai ngộ khai bờ sau ra, ráng xin nước Ma Ha Bồ Tát, ráng hiện từ đục mắt bóng đà, ráng về tu tịnh tại gia, canh khuya thức dậy Phật đã dội trao. Hờn dưới dẫn nó mau tàn rụi, đừng đốt thiên đêm vui nữa chi. Trời ráng học mau đi, thầy về mà không ở làm chi hoài hoài. Giờ thanh tịnh gái trai có mặt, vừa nhủ phiên vừa dắt chỉ đường, thức khuya dậy sớm canh trường, đem lời hiền hậu chưa chỉ ở đường cho lui. Rớt nước mắt ngậm ngùi trong già, đội với dân cao cả muôn ngàn. Tiếng thơ lời lý như vàng, như ta già cả bị khàn còn ở đâu. Nhớ sự đến canh thâu gấp gấp, nhớ lo tu mình sắp chương trình. Giờ nào thiền định minh minh, giờ nào mà công mi quả cho mình thành thơi. Giờ nào tu dậy thời mình biết, giờ nào làm những việc phạm đời thì là sắp đặt có nơi. Đừng nên bề bộn không lời gì đâu, học không học canh thâu nào thuộc, tu không tu kết cuộc không thành. Còn bài láo liễn khôn lanh, Phật ngồi nơi chỗ mà cảnh thanh thêm mờ sâu. Mài dao cũng hư lâu mưa bên, tầm ăn dâu nhà kén lâu ngày. Nhưng mà có số không phải, trò tu thì đắc đạo rồi ngày mai chớ gì. Tu pháp tiên thành tiên về ở, tu nơi trần cứ nhớ cứ thù thì là đâu có người tu. Còn tu theo Phật thì rừng thủ ngôi thuyền, trốn người đi trao liền Phật pháp, xa mau đi gió táp khỏi nhầm. Chờ chi rồi phải sai lầm, gặp người mình thấy mình nhầm làm sao. Gặp phải gặp việc nào ta gặp, còn bằng không ta tắt mé bờ, đặng mà chui trốn trẻ thơ, đặng mà học đạo thầy chờ rước đưa. Trốn người để sớm trưa tu đạo, còn gặp người không dạo trong trăng. Gặp nhau mở miệng thường hằng, hỏi đây mà hỏi đó, bút văn mình rời lời thì văn mình mời ba tánh. Không để tâm cu cánh lỡ mình, làm sao mình đạt con tin, làm sao mình giữ cho tròn mình Phật tâm. Nghe lời thầy giả câm giá dài,
Ở mũi bờ ở trái cũng thành, người tu đâu lợi đâu danh, Thích Ca Phật tổ cam đành ra đi. Trốn vào rừng từ bi chi đạo, đặng đạt thành giải dỗ chúng sanh, thoát ra cảnh tục làm lành, đặng tìm mà giải thoát chúng sanh đời này. Đêm thanh tịnh rừng buồn, ta khâu tay còn cầm bút vào đặng biên. Than thở ơi nơi chốn rừng thiên, hộ bần sĩ tráo luyện lý pháp, cầu nguyện Phật đạo tâm cho gặp, biết chừng nào gió tấp cận rồi. Rừng thu ơi đêm nọ xa xôi, cây lá tắt lặng kìa không reo, đâu có nói như người tròn meo, nhớ rừng chiều hối hận buồn thôi. Ta biết bao trở lại rừng đồi, ngồi thanh tịnh rồi ôi tham khảo, cả tiên kiêu mơ đây người đạo, về rừng rồi phải dạo trong trắng. Nhìn từng cây từng lá đá quăng, nhìn mây keo mây giăng tàn phủ, nơi đất Phật là nơi quê cũ, ta quay về hội đủ bây giờ. Trở lại trần phải học nên thơ, học cho giỏi đến giờ thi cử. Lời thầy dặn đêm nay sực sứ, nỗi nghẹn ngào tâm tự quể sầu, bảo vật kia cho đó bỏ đâu, ai cũng có não sầu cất mất, ai cũng chứa toàn chi hóa chất, chất độc còn biến mất đi trò. Tu giỏi giang đừng có âu lo, đừng bình luận đói no gì nữa, tâm dơ bẩn thì ta gọi rửa. Rừng núi ơi đứng giữa đêm nay, chứng minh cho ba tánh gái trai toàn đồng đạo của ngài Sơn Bồ. Chứng tâm tánh của ngự quý tu, hiền lành kia thích thú không còn, bỏ gia đình lên núi lên non, gặp sư phụ tầm đường học đạo. Sơn thần ơi chứng minh ngự thạo, chư thần ơi ngự đạo hiền hầu, Đức Phật thầy ơi pháp độ quá sâu, ngài biến hóa rồi âu cứu thế. Còn chút nữa đời tàn mong xế, mây án rồi bỏ phế được nào, lại Phật trời chuyển động xây mau, mấy cuộn cuộn sắc màu phân biệt, bài bổn nọ nay bần đã viết, để lại đời ta tuyệt còn thơ. Cũng như ngài Đức Phật hiện giờ,
Hãy thầy tổ bên bờ còn đời. Nhìn tấm tánh xa xôi dịu dời, nhìn rừng sầu ôi hỡi nỗi niềm. Chỉ ban ngày lá reo cây im, giờ tâm tôi thần em lặng tắt. Suối róc rách chạy thôi thắt ngặt, ngoài sông mê nước cuốn cuộn cuộn. Trên mây trời gió thổi nước buông, cả dãy núi bão luồn trôi hết. Ngồi điểm đạo nhắc cho đoàn kết, sao ta buồn muốn hết muôn cùng. Muốn một mình khoanh cất âm thầm, ngồi lặng lẽ bóng tụng ta dừa. Ráng đi đạo thầy mình đã hứa, học cho ngoan nhiều bữa đặng thành. Học học thì đừng có lợi danh, đừng bắt chước theo các bạn cành bạn cùi. Đi học cực giảng dạy trong bụi, nhìn bổn bài lầm lũi cho tròn. Nhớ buổi này tỉnh dậy nghe con, vừa hiếu đạo làm tròn chí ca. Còn mình tu tròn công tròn quả, nhìn cho sâu biển cả chạy dài. Cái biển tiền nó chớ có thương ai, rừng bạc cánh vàng lai nó đốt. Thôi nhớ đạo nghe đi mấu chốt, tỉnh dậy rồi háo hức toát mồ. Mình hết hồn, hang hố mình vô, đầy tội lỗi mình chôn mình đó. Tháng ôi trễ mấy đêm dài mà thầy mòn mỏi, đêm nay mỏi mòn. Làm sao nói cho tròn công ứng, làm sao làm tương xứng cho Phật ngài. Yếu quá mềm bệnh hoạn chưa kể dài, ta đâu có muốn nghỉ chưa hoài hoài làm chi. Vừa sám hối đại bi Bồ Tát, vừa mến thương dù ngạt hơi cùng. Nếu im lặng tắt thì trung đem ra mà bán, chưa ngày cùng làm sao. Còn nói gì còn ráo lờ lè, nhìn đi cho mát mẻ vui tai. Mình ngồi nghe mãi nghe hoài, còn thầy nói mãi rồi nói hoài hao thân. Giờ thì nói vân vân dạ dạ, tỉnh mộng rồi ôi hả phải về. Đừng nên kéo lết lê thế, con ơi ngàn dặm tư bề quá xa. Tu ở tại gia khó trau dồi, nhưng về tỉnh mộng hỡi con ơi.
khó mà làm được. Ôi mới quý, đừng chờ đừng đợi cảnh xa xôi, mình ở nơi đâu cũng tham thuyền, ngoài bờ ngoài bụi cũng được yên. Nói hậu Phật ngài ta đắc đạo, đắc đạo công phu nặng thường xuyên. Công phu để đó để làm chi? Để nhắc người tu ráng kiên trì, ngồi thì kiểm đạo trong giây phút, đặng mình sáng rọi ánh từ bi. Có một đêm dài ta còn mơ, mơ cho thế hệ quá còn khờ, mơ đời quá dài sao ôi hà. Phật thánh thần tiên uổng công chờ, đêm hỡi từng đêm nói cùng ai, nói với thánh với thần với Như Lai. Nguyện cùng nhắn gửi người trần thế, tới đây sẽ gặp được dịp may, đặng còn nguyên bổn với nguyên căn, đặng nhớ bút nghiêng đức thầy hằng, chép gửi bá gia miền đại đạo. Nhớ vượt qua gành sự khó khăn, ta có gì đâu tặng mọi trò, có bài bổn nghĩ ráng mà lo. Kinh sự học hành ta cho đó, một quyển sách thơ thầy đã cho. Học lý, học tu, học đạo trời, học mình học được thảnh thơi. Bào chuốc chi trò đâu có được, chính mình năng học chớ mê chơi. Đắc đạo do mình chớ do ai, Phật chỉ mà thôi chính mình bày. Học không lo học mê chơi giỡn, mà còn đòi gặp Phật Như Lai. Ta ngồi, ta nói đặng ru hồn, con đạo tỉnh rồi dậy nghe hôn. Tầm đường để thoát ôi kẻo trễ, trễ một kiếp này hoài linh môn. Tháo gỡ do ta, mau nhận đi, mặc mình chăm chú hạnh tu trì, thì đâu có trật mình than thở lửng đạo bò bê hỏi quá khờ. Ngồi nói với ai? Với đạo đồng, với cô với bà chị chú ông. Nói cùng con đạo ơi thất bổ, máu đỏ nhìn kia một dòng dòng. Đêm đã về khuya bớ rừng ơi, cho ta chút nữa được thảnh thơi. Hỡi tàn còn ráng ngồi khuyến đạo, ta xin thanh tịnh có mấy lời.
canh khuya tắt lặng chưa rừng già. Ông còn mà chấp bút chưa hít hà thở than. Thở than chi, qua tàn thì bí rủi rừng, than chi bờ bụi rậm rì. Ông ngồi, ông vẽ bút thi ra bài để quân ở đảo chưa kiên trì hay ở không. Thật đêm vắng rừng tòng mắt mẹ, sao không vui rồi về chưa ra bài. Vui gì đời mặt trắng tay, vui gì mà ba tánh chưa ngày nay tiêu điều. Vui gì nữa nuông chiều lâu lắm, vui gì đâu gọi tâm chưa nhừng. Ta vui rồi chúng lại chưa còn mừng, ta buồn thì chúng được chơi chấn hưng đạo thầy. Đáng lẽ nghĩ giờ này còn gọi, có phải không tôi mỏi cho quận đời. Áo phô ta bị tả tơi, da người cũng rách rã đồ tơi bời còn đâu. Dài qua lại lắc đầu chấp bút, tại ta thương cốt nhục muôn loài. Chàng dài sống để mà coi, bớ này đồng đảo chưa thiệt thôi học chung. Ta là ai đau khùng mà biến quá, ta là ai không cả không cao. Ta ai mau hãy nói mau, ta là ông đạo khàn khào con đâu. Ta đã nói không sầu chi nữa, nhưng nhìn kìa ngọn lửa cháy lan. Sợ thiêu hết thải trần đàn, thiêu ngự lương thuyền chết càng chết chung. Cho nên đảo điên khùng mới gọi, đâu muốn làm tôi mỏi nữa chi. Nửa đêm lửa cháy phương phi, núi rừng tịch mịch còn gì mà kêu. Đò chiên chót nuông chiều đắng rước, kêu khách ơi mau bước chưa lẹ về. Trễ rồi đừng có lê thê, coi chừng ông buồn thảm rồi về không đưa. Buổi chiều rồi buổi sáng chưa mang trưa, cái khăn mà ông quấn chưa tả tưa tự mình. Vậy mà chúng không lành đáp lại, mãi cứ ngu cứ dại hoài hoài.
làm sao thầy được chưa chuyển ở lại bút thần mà con nặng con hoài cầm ở đây. Nhờ cho gấp sửa xây cho gấp thì sau đây con gặp được ngài. Giáo trần Phật dạy chứ không sai, ở trong giáo hội chứ của ngài nguyên ấy không có khác nghĩ chi sợ mất, nó vẫn còn bảo vật vẫn còn. Rừng vàng tiếng nói thon giòn, âm thanh mà cả cảng chưa rừng còn canh ở phía. Bơi thuyền nổi bên kia đưa rước, mong chúng sanh đại phước đại đồng, đặng về thế giới cho xong, đừng ở trần hạ lòng đông chưa dập diệu. Tình mong rồi ta kêu rên rỉ, ngủ nữa chi rồi phí nghe tròn. Thức đi cơm áo quậy lo, chưa dễ miền rồi học đạo giàu to đức lành. Tình mong rồi chị anh phải ráng tỏ đường về, cố gắng mà đi theo. Cũng như dọn đất mình gieo tỉnh cơn ác mộng, hiểm nghèo nguy cơ. Còn ngủ nữa, còn mơ mộng nữa, thức dậy rồi ráng tựa bóng đà. Bây giờ thầy tổ không xa, ru hồn mà thức dậy cho bộ hòa đà sơn khai. Chỉ có một không hai thầy đợi, nhìn đức ngài rồi gửi lệ sầu. Hỏi vợ thầy ở nơi đâu, thầy ở tâm tánh định đầu chúng con. Sư phụ ơi, con còn học quá nữa, xin ngài thương cứu chữa cho lòng mơ từ. Hộ con chữ đạo không hư, ngày thi con đủ chưa điểm mà 10 trong trong. Sách phải dở tự dòng tự tập, tu phải nhìn mới gặp không sai. Nếu mình bổn tánh như lai, sau này quần thuyền không sai bớ tròn. Sao không hỏi lên đỏ cho rành, cả tiếng kêu ba tánh chờ đêm mà buồn. Rừng sầu mắt lệ ông tuôn, ông đâu có chở triệu muôn đi về. Chở chi quá nặng nề tiền bạc, chiếc thuyền như con hạt kia kìa. Mau lên trong giấc canh khuya, ta bơi về cõi bên kia niết bàn. Giờ thanh tịnh rừng tàn gặp đạo, giá từ trò học giáo nghe hung. Bây giờ phải ráng bồn chôn, đừng có gia nhập chứ ma hồn bắt đi.
đây gặp sự gian nguy tới tấp, người tu hành phải gấp tránh sang. Thiền tu mới biết quỷ ma còn không, nó giả Phật vậy mà mình ở theo. Giờ thanh tịnh hiểm nghèo biết mấy, thầy dặn rồi cấm bẫy gần kề, nếu mình chưa tỉnh còn mê thì đi trong bẫy nặng nề dướng thôi. Nay tỉnh ngộ trò hồi bình phục, thầy nói cho kết thúc muôn tàn, tính cơn ác mong trần gian còn về bạch ngọc tây phan nghe tròn. Thương đừng nhớ ráng lo học dân, học phải tìm mà tinh tấn là ai. Nếu mình chưa tỉnh còn sai thì là học nữa, học hoài cho thông. Phật đang đợi, đang trong từng bữa, nếu loài người cứu chữa tâm linh đi ra cho khỏi lửa nghinh lửa tàn, nó đốt cháy tâm mình còn ở đâu. Thôi ông ơi đổi câu rồi nghỉ, ông đại từ quan hỷ chúc đi cho dân giới chúng, vậy thì hưởng nhờ phước báo từ bi của Ngài. Đừng nói nữa nói hoài thêm tội, nay chúng sanh kiệm lỗi gấp mười. Tại sao không có phước dư làm sao chống chọi bớ người nạn tai. Đây sắp tới rã hay tất cả, ông còn kêu hối hả làm chi. Ông kêu niệm Phật mau đi, ráng ngồi thiền tịnh không nguy sát hồn. Mà nó thấy bôn chôn nó chạy, thấy mình ngồi trong hải từ bi, trong tâm Phật nói những gì mà kia cũng chạy quý thì cũng xa. Giờ ông mới tiếc ta dặn nữa, ai tỉnh rồi nhiều bữa là quen. Tỉnh cơn ác mộng hơn vàng, tỉnh đi đừng mê muội chưa rụi tàn chưa tới nơi. Tỉnh thì thầy tách dời quan bài, dời đổi đi trai gái cho rồi, đừng có một chỗ một ngôi. Tu cho chuyện đạo rồi phục hồi về quê. Thân của mình nặng nề như nhẹ, mình đừng ganh đừng hẹ với ai. Mình tu không phải chưa tu ở đài, nói năng mà tốt đẹp rồi tu hoài nhẹ thôi. Còn lại ông ngồi quá khổ, phải là ông thầy tổ chúng con. Nghiệp xưa dương vẫn chưa mòn, làm sao học đạo là con ngu khờ. Nay tính dễ mịt mờ không có, lại ông ơi đừng bỏ học với trò, đưa con về tới tự do bến thuyền, ông đậu chỉ cho con tầm cho đúng không lầm ông nhé. Bến thuyền này con ghé đợi chờ, không còn có cảnh mộng mơ, xin ông cho pháp cho thơ đặt
lòng đặng con khói đâu sòng áo dài. Giờ miệng rồi không cãi Phật đâu tính cơn ác mộng âu sầu. Quay về rồi nguồn cội đâu đâu yên nhàn. Tình mới biết trần gian đắm lụy, bấy lâu nay chôn trí mất thần. Cứ lo mê muội phân dân, nay con mà tỉnh dậy thấy thần thấy tiên thì con phải siêng năng tu tập. Đặng từ đây gió tấp khỏi trôi, từ đây nắng ách nó nhồi, ta ngồi ta nói cho rồi ta lui, đừng có mê rồi vui chi nữa. Đã tính rồi hé cửa thấy chưa, thấy đời thấy đạo sớm mà trưa, đời đã nặng quá mà đạo đưa nhẹ nhàng. Nhờ tỉnh sớm bình an sắc thế, nhờ tỉnh rồi đặng nể không tàn, nhờ ta tính vậy bờ đảo tràn, anh em cùng tỉnh hết chứ xóm làng tỉnh luôn. Mê giấc ngủ rồi buồn rồi tham, mấy mươi năm mờ ám tối đen, vì mê ta mới đua chen, vì mê mà ta mới chưa ngồi khen chưa phạm này. Nay tính vậy theo thầy theo Phật, theo tiền nhân theo bậc xa phàm, không còn quánh mặt tham lam gì trong giấc ngủ biết làm sao đây. Nay nhờ Phật nhờ thầy đánh thức thì chúng con lập tức trở về, đừng nên ngủ nữa lại mê. Nếu mình ngủ nữa rồi về ngục môn, nếu không thức mình chôn mình đó, nếu thức rồi khai tỏ quyền cơ. Tình trong một giấc thì chờ, thiệt là tính vậy không mơ không cuồng. Tình thì tỉnh tỉnh luôn nghe đạo, đặng thầy đưa con vào chưa vượng trời. Hoa kia nở khắp chưa con ơi, Tây phương mà cực lạc chưa tuyệt vời trăm hoa. Có Đức Phật Di Đà đứng cửa chờ chúng con tắm rửa cho rồi về. Ngày nay tỉnh dậy không mê, thầy mừng mà cho đạo lấy kệ, nhắc thêm nhắc ngày tháng nhắc đêm nhắc sáng. Cũng như ao tắc cạn đã rồi thì là phải ráng con ơi, nhiễm màu của Phật sống coi nghe tròn. Trời đất đã ban cho không mà biết, rồi nay mai trời diệt không hay. Tài theo mấy tàu tà tây, nào đâu có hiểu trời xây đất cuồng. Ta cũng biết ta buồn không nói, nhưng còn thương tiếng gọi chưa hiện lành. Chúng còn năng học
bao quanh, thì dù chờ cuối bãi chờ đậu gành cũng mà kêu ráng tu niệm luôn chiều Phật tri, đem thân ta bố thí cho rồi đặng về ngôi Phật. Con ơi mười phương mà chờ đợi con ngồi tỏa sen, đừng lắm phải đua chen mất mát, con là ai Bồ Tát gần thành. Nhìn kia ta niệm Phật danh, cũng như con đạo gần thành. Ráng tu nay tỉnh dậy đừng mù mịt nữa, ta chỉ cho con tựa bóng đà. Niệm hoài danh Phật Thích Ca, niệm ngài Bồ Tát, niệm bà Quan Âm, niệm cho sáng âm thầm đã hết. Tỉnh rồi mà mê mệt nữa sao, rừng ơi ta đã kêu gào, muốn không mà nói nữa nhưng nào còn thương. Bao nhiêu đây làm gương cũng phải, bao nhiêu đây bạc đãi thầy buồn, bao nhiêu đây cũng được tập tuồng, sau này rồi chỉ đạo như ló luồng thổi qua. Văn của Phật thiệt là mát mẻ, tiếng của ngài sạch sẽ trong mai, đâu phải như tiếng trần ai nói ra lịch mịch lỗ rài du côn. Tiện thanh thoát Phật môn kêu reo, kêu quan dân rất khéo nghe tròn. Sợ rằng người đạo không lo, sợ dân không giữ giàu to đức lành. Ngài xuất hiện năm canh theo dõi, công ngày xưa tổ lại cùng thầy. Thầy chưa không vỡ không rầy, muốn mình tồn tại sau này nổi ngôi. Đại từ phủ mình ngồi trên hết, còn mình tu đoàn kết ngày vui. Tại sao lắng lặng bùi ngùi, mất gì mà một chút không vui vậy tròn. Vui mãi mãi giàu to phấn khởi, cái vui thanh vui khởi Phật đàn. Vui hiền hậu chớ không xa, nào đâu vui quỷ vui ma nô đùa. Vui theo tiết theo mùa bị mất, vui linh tinh bị tật bị nguyền, ta vui nơi Phật thánh tiên. Vui mùa Phật đảo rồi vui miền tiên bang, vui gặp Phật rảnh rang học đạo, tỉnh một cơn mộng ảo hồng trần. Vui nay ta tỉnh hồn thần, giật mình sám hối tụ thân vui vậy. Kiếm cái vui của thầy của Phật, kiếm cái vui của bậc tiên ở kia. Vui mà lại sớt lại chia, Phật ngài mà cứu khổ chứ bàn vui khắp miền. Vui bồ đề triền miên nghe đạo, vui từ bi mộng ảo đừng vui.
Sáng vui trưa nãy bùi ngùi, chiều về bí chết rồi vui làm gì. Vui mãi mãi không si không biên, vui làm sao Phật hiện toàn thân. Ta không còn hỡi cơ bần, ta vui mà Phật dẫn trở về lần Tây Phương. Ta vui vẻ về trường Di Lạc, mưa không phong gió tạc đâu trò. Vui mùa Phật đạo quá to, vào trường bè bạn ôm cho hồn mình. Vui như thế đăng trình kinh sự, học sau đêm để dự hoa đàn. Vui mùa Phật học đạo tràng, đừng vui ma quỷ lụa vàng chớ dơ. Vui thanh bạch bợn dơ không dương, vui mà buồn đau sướng những gì. Vui hoài vui mãi từ bi như hoa đã nở, chưa vậy thì bại khai. Vui các đứng Như Lai Phật gặp, vui không buồn trời sắp có ngôi. Ngày nãy con tỉnh dậy rồi, con vui mà với Phật quên rồi trận nhớ. Vui vẻ mãi không mơ không tiếc, vui mà tu lại biết hết trơn. Không so không cá thua hơn, cứ vui trong giả mà không mà sờn khổ đau. Ông muốn nói ngạt ngào cho chúng, không muốn ra gian ắt cũng tại tròn. Tội nghiệp ngồi đợi âu lo, bây giờ ông gọi tiếng to vang rừng. Vui đi con đặng mừng gặp Phật, vui vẻ lên ta bật nhiệm màu. Thâu canh thức dậy học đâu sội kinh, nói sự đặng lâu rồi về. Vui mà tỉnh không mê mớ quý, vui mà lầm vạn ký triệu muôn. Vui sao một chút mình buồn, niềm vui như thế vui gì mà vui. Còn chút nữa bùi ngùi mình hết, tu đi con đoàn kết sạch. Ta trong nắm tay cho chặt bờ đảo đồng, vui mùa mà hoa nở vui trong niết bàn. Học ráng học về làng mừng rỡ, đầu đại khoa muôn thở có nhìn. Trạng nguyên đất đạo chim nghinh, xa long mà phụng múa đăng trình về quê. Trần minh đó mình kề mình học, nghèo bút nghiêng săn sóc từng giờ. Trần minh khô chuối người ơi, học hành rất giỏi rồi ngay giờ còn nếu. Kiều bơ chung hiu hiu gió thổi, nghe nghe đi không nổi cũng nghe. Hiền lành trời Phật chở che, đừng quên rồi đổ chơi chữ về nghe chưa. Nghe đêm nay rồi chưa có tình, thì hết rồi không kính chỗ nào.
bây giờ ông đã kêu rao, ông ngồi mà chập bút tấn tàu về Nam. Đờn cũng ông nhà làm ông phim, đừng có đi có kiếm nơi đâu. Đờn kêu quỷ khóc chưa thận sầu, thứ đây rồi phải chịu chứ có đầu bó tay. Đờn không dây đờn hoài không đứt tiếng, đờn kêu hiệp lực chung quy về nhà siết chặt mau đi. Tình thương mà đồng chung chỉ nguy ít nhiều. Đờn kêu đảo buồn hiu không được, ráng mà bơi mà vượt theo thầy. Đừng kêu có một phút giây kêu gian, khắp bi cả đâu đây phục hồi. Đừng kêu đảo về rồi an nghỉ, còn tình tâm quan hệ cho ai. Tình rồi thì chớ chứ đừng sai, mau nhìn rồi học bổn bài nghe chưa. Còn mê muội thất thưa học dân, nay tỉnh rồi tinh tấn học hành. Học hiền, học đức, học lành, học sao mà cứu vớt cho chúng mà sanh không lường. Học đem lại tình thương đầy nhảy, đờn kiêu gian lừng lẫy khắp ba nơi. Tỉnh đi rồi tựa cho chân trời, đặng chờ mà cứu vớt mọi nơi chập chùng. Tỉnh lại đi đảo khùng rồi biết, tỉnh lại coi ai viết bài này. Tỉnh đi rồi đảo mới hay còn mê, chưa tỉnh theo bài thú lan. Nó cũng học cả làng vậy chớ, nó ăn chay còn nhớ hơn mình. Nhưng mà lũ quỷ lũ tinh bên ngoài, nó ướp cho bùng sình bên ở trong. Tỉnh đi đảo thuộc dòng sơn bao, ta kể đây Tào Tháo đây nè. Canh khuya không lửng cái dè, ta không muốn nói kìa kìa nữa chi. Tội nghiệp quá ngồi ghi từng chút, mở nói ra cốt nhục mà bao la. Nhìn đi cho kỹ kia cả, xác thân ta cũng người già chớ ai. Xác thân mượn trần ai phải có, để khai minh dẹt ngõ cho người. Ta đâu có lãnh sự biến lời, mà dân khi dễ dân cười nghe dân. Đây rồi khổ từ tần tớ sợ, đây rồi chốn tự mớ chưa tự phần. Cười ta chê hỡi đi dân, ta là ông đạo chứ sĩ bần chớ ai. Ông cũng đức Như Lai sai ông, xuống không mơ không mộng sự gì. Sống chung ba tánh từng khi, đắng mà lọc lướt từ bi khuyến trần. Khuyên đi xa rồi lại khuyên gần, khuyên hoài mà khuyên mãi từ tầng cho sang năm. Cao miên cùng ta làm giây phút, ở Việt Nam ta túc mỗi đường. Đặng mà gieo giống tình thương, ai ơi mắng chữ thế lương cách nào. Ta đứng vững không nhào không rùng,
đâu có ca có tụng làm chi, chùa âm không có giấy thì bút văn mà tám mượn ta ghi bồ đề, ngồi gốc cây cũng phê cũng mơ được, ngồi bụi bờ mấy lượt cũng tu, xuống thuyền dễ hỡi công phu, ta đâu có sợ ngồi tu chỗ nào. Không cậy Phật tâm nào có Phật, không cậy tiên ta thật là tiên, ta lâm xuống chốn trận miền dãi đời còn ngu muội chứ khùng mà điên gấp mười. Đi khắp vi ca thôn quê thành thị, lửa con người phỉ chi thế nào, lửa dân lửa chúng chứ đồng bào lấp đời còn lại ngôi cao vua về. Lửa mãi mãi rồi tề rồi cắt, người ta kia bị bắt hay còn, quỷ ma nó lại chịu lòn, hình người mà cốt quá thú rồi mòn tiêu tan. Ta đi khắp trần gian để thử, mượn sắc trần là nữ dễ thôi, áo quần ôi hỡi tanh hôi, xác thân mà biến đổi chứ ôi rồi còn ở đâu. Những bi pháp chôn sâu đặc biệt, bài này đây ta viết gửi đi, gửi người chưa tỉnh còn si còn mê còn muối còn trì chết luôn. Tỉnh dậy đi, trời buồn đất thảm, nhìn bên kia u ám đã rồi, ta về tay nó đây thôi, tỉnh đi quý vị rồi coi hỏi trời. Thanh lọc hết lập đời trở lại, đừng có sinh có bái làm gì, tâm mình liễn đạo mau đi học tu, phải chứng quả thì mới thanh. Tâm sửa đổi lẽ nhanh còn đó, tiền vàng muôn của bó đừng dòm, nó là ba tánh xóm chòm, đây rồi nó ghét nó ôm vào lòng, nó là quỷ là nhông là thú, mượn một hồi chăm chú rồi đi, bạc tiền giấy nọ làm chi, thịt da mà còn rã chưa phượng phi chưa tiêu tàn, rớt từ miếng da vàng từ mảnh xương rục rồi cái cảnh biệt ly tới đời. Tận thế vậy thì tận tình mà ông nói xét ca si hằng ngày, đâu có phải ăn mày mà sinh chung. Xin buổi cùng đi đúng thiên cơ, xin người trở lại kịp giờ, nếu không mà trễ nải cho bên à bờ phải chôn, đây sắp tới hoàng hôn kéo đến. Thuyền ở đâu bờ bên phải xa, kiếm thiền của Phật Thích Ca, kiếm thiền tịnh độ Phật Bà Quan Âm, lên thiền ngồi giả câm bớ lường. Buổi này ai sung sướng hỡi người, lớp buồn đâu có vui tư, lớp thì bệnh hoạn cả người chết queo, đây là đúng năm heo đời mạt. Nó lúc đi thịt nạc mỡ chài, mỡ sa mỡ cục ra hay, da kia mà cũng lóc xương dài chặt băng, đâu có để thường hằng yên tình. Sẽ bãi ba rồi nhín để chia, than ôi trong giấc canh khuya, nói khùng nói dại bên kia làm gì, nói cho chúng tu đi mới kịp, nói cho người có dịp này thôi, 7.000 năm nữa mới phục hồi.
thôi, mình thành mà tro bụi chứ biết trôi chỗ nào. Nói tờ tối mà sao lại sáng, nói rừng buồn mà thanh thản vui cười. Đây là rừng núi vui tư cảnh tiên, ta nói sợ người gì ai. Nói mãi mãi hoài hoài thử đạo, nói rồi đi rồi giáo trong mây sao đầy tơ. Lại gặp thầy nói cho mà biết cảnh này đổi thay. Lại trời đất lá lai tay đổi, lại cho con cõi mở cho rồi. Để chi cây kiết tanh hôi, ngồi đâu mà hỏi đó chớ bận tồi làm sao. Vậy con thưởng con cao gấp bội, biển trần dơ con lội lội hoài. Mà xưng ta bậc anh tài, đức cao mà tài rộng như bị đài ngục môn. Đừng phe phát nghe hôn chi nữa, tâm mình dơ mình rửa sạch ngần. Thầy còn ông đạo sĩ bần, nói ra mà đổi tiếng dần lần nghe trò. Thôi ông lão đưa đò dẫn tắt, ông chèo bơi dục dặc qua đi. Lượn qua sông biển vậy thì trùng dương, mà ông lướt cứu nguy trần đời. Cố được đâu ông ơi không vẹn, bần năng nay hổ thẹn vô cùng. Còn ông đạo điên khùng, ông ngồi ông nói tứ tung huynh tàn. Nói cả xóm cả làng chết hết, bị dịch ta trời kẻ lết ngựa bò. Sau này tâm dạ rối o chết chùm, mà chết đa đông chết to chứ kia kìa. Nói cho chúng đừng chia đừng cách, nói rồi mau chỉ vạch cho tường. Nay mai chết phố chết phường, thành đó mà qua lễ cho đoạn trường siết chi. Nói cho biết nghiêm nghi trở lại, đặng bên trong lại bái Phật trời. Bên mình bên ngoài đừng có lá lời, nói cho dân biết dân trời nghe dân. Ta đâu có cần dân mà nói, dân cần ta gọi ta khuyên. Chớ đâu có phải ta điên, nhìn đi đâu phải cho thằng ghiền. Xin ăn xin gió lại xin trăng cho sáng, xin bão giông di tản giúp người. Ở đây có đất nhân từ, có người tu tịnh không hư chưa hoài rồi. Xin sống bủa bớt thôi đừng có, xin thần trên rồi ngó bỏ đi. Sống thần kéo đến làm gì, kéo nơi mà hung dữ trị chi cho rồi. Để người hiền sau ngồi cảnh báo, để người tu thành đạo Như Lai. Nói điên nói điếc nói hoài, ta là ông lái ghe chài đỏ đưa. Phải phải nói mưa ôi sắp tới, dài ba trăng đi tới đây nè. Ráng về rồi lại cho hội hè, mưa đâu mà gió đó chứ đừng về chứ không nên. Thần giông gió về nền lánh hội, chắc rồi thôi gian dối đất trời chỗ nào cũng chẳng thánh thơi. Bị lùa mà bị nhốt chứ vậy thời tiêu tan. Còn xúm nhau hãng tàn ghê sợ, thì đua nhau với tợ nội gì.
Mỗi ai tài phép có chi đem ra mà thì đâu, vậy thì nay mai thi, rồi chết, rồi này, rồi mất, phải chôn vùi chết giấc chinh nghiêng. Đánh thôi đồ hỡi khùng điên, đánh gì mà giữ biển ghe thuyền chìm ngay, đánh sóng lặng gió bay chưa nghỉ, đánh trời ơi hoan hỷ chỗ nào kỳ này cho hết đồng bào dễ ngư rồi chết rồi nhào nghe hôn. Ta nói chút giữ hồn rồi sống, đừng có mơ nghiệp công quá đầy, rồi là ma quỷ bủa vây làm sao Đức Phật chứ Đức Thầy cứu nguy. Trận này đây đến kỳ phải đánh thiên địa cùng nhập cảnh sông pha. Địa tiên cao cả đấy mà thiên tiên mà dùng phép chá lòa khắp nơi, sống để coi trên trời sẽ nổ, sống để coi đất đổ núi nghiêng. Đây rồi thiên địa thiên tiên làm sao mà đánh lợi khắp ba miền trèo leo, dùng mai móc rồi treo lưng lưng chết nữa lần hưng hững nghe hôn. Sau đây chuyển động chưa cả phồn, do quyền mà do lực chí tôn chưa cầm chầu. Đức Phật thầy với thầy ở đâu không thấy, triệu tập binh nhìn thấy gian lừng, chừng đó khóc hận không mừng, dưới sông mà cũng cháy, chỉ trên rừng cháy luôn. Nước cuồn cuộn dầu hòa tuôn cháy nữa, đất còn nghiêng trời ngửa đêm dài, thiên tiên địa tiên đánh hỡi kề vai, ai ai rài ai thắng mực mày, rồi coi còn gìn giữ vàng thói hôn đạo. Hai mình tu được vào đó đây, mình cũng chết ngọt phút giây Phật bà đi cứu, giờ này chưa đem lên bà phóng mơ quang, sống liền trở lại thấy cả miền thế giới rụi tàn. Chừng đó nghe được tiếng đàn thiên tiên mà đắc thắng chưa khải hoàng, Phật ra ông Di Lặc kia cà không khắc, ráng tu đi thầy nhắc cho tường, về nhà tập sự thiện lương, đừng nên tu hỡi tu bương làm gì, tu phải tốt tu đi còn sống, đừng có mơ có mộng của tài, đằng sau coi chốn trần ai biến thành cảnh Phật bồng lai chỗ này. Sao quý vị nãy giờ có nghe và thấu rõ không ạ? Có nghe rồi phải không? Bây giờ thì hồi đầu tiên đó, thử coi quý vị có chán, có buồn, có nhiều gì muốn chán, muốn buồn ngủ rồi đó nha. Rồi ông cất giọng lên, ông la lên chút rồi sống lại hết phải không? Thức dậy hết phải không? Phải không? Thấy phép Phật nhiệm màu, còn mình tắt vậy cái tắt luôn mất tiêu mà phải không? Cho nên hôm nay chị bằng sĩ xin có đôi lời để là gửi một bài này khắp tất cả, nếu ai nghe được thì nghe. Ông khùng ông nói chuyện gì đó. Rồi khoảng bao nhiêu giờ nữa thì ông nghỉ một chút với cho tội nghiệp ông đó, thì ông sẽ nói lời cho quý vị. Thì quý vị ráng cố gắng nha. Tất cả nước nào nó cũng dành, nó có Phật, có Thánh Thánh Allah rồi đó, Mohammed rồi đó, với Chúa Giêsu đấy đó, giành giật này kia, nhưng mà thắng không nổi đâu. Ngày xưa Phật ở nước Tần, bây giờ Phật lại về lần nhà Nam. Thấy chứ, mình đem cái phép Phật mình học của ngài, ngày xưa nó Phật Ấn Độ mình đi theo, đâu có theo Ấn Độ, mình theo Phật
Đang em bây giờ mình thành Phật. Đó, thì quý vị thấy không, ngày sau sung sướng vô cùng vậy đó, nhưng mà phải gặp một trận phong ba. Phật Bà mới hiện. Đây là phương tiện. Núi nổ rung rinh, tiêu diệt quỷ tinh, thái bình muôn thở. Nếu mình đã nhớ thì nở trả rồi, tỉnh mộng đây thôi thì mình học đạo. Dường tiên ta vào cảnh Phật tây, không nói dân di thời kỳ hoa nở, ngàn năm muôn thở mới gặp hội trời. Tỉnh giấc ai ơi dậy thờ thầy nói, đâu phải thầy bói nói dối kiếm tiền. Thầy ở cảnh thiên lâm phàm cũ chung, nếu ai hướng dụng thì biết chớ gì. Nghe ta vậy thì không đi một bước, không hiểu sao được mình sượt rồi sao. Đông nói tài cao ta lao xuống đất, một còn một mất. Giảng vật tiêu điều, thế giới buồn hiu bụi chiều mây tiết. Đức thầy thương tiếc, binh mã lan tràn, tiêu diệt cả đàn ngu châu thất bại. Nó quỳ, nó lại, nó dai biết bao. Sống bủa ba đầu, Bình Dương giấy động. Nói rồi mơ mộng nghiệp cộng cả hay. Ta nói hoài hoài, nó mãi không nghĩ, nó trong thế kỷ. Quan hỷ nghe trò. Nếu ai biết lo, lên đò ngồi sẵn, ngồi ngay cái cẳng, mình đặng mau đi. Ta bơ vậy thì về giao cho Phật, nói không có trật, nói bậc thần tiên, nói tư, nói riêng, nói phiền, nói não, nói cho người đạo sao dạo dường tiên. Vừa nói vừa khuyên, vừa thuyền vừa quán, vừa chơi vừa chán ở chỗ này đây. Không nói bị rầy, nên ta mới nói. Bây giờ ta gọi, khuya phắt rồi nghe tiếng một gió ve, tiếng kèn đã thúc, rừng buồn cốt nhục. Xin gửi chư thần, để đạo sĩ bằng nghèo sơ nghèo sát, nhờ Ngài Bồ Tát mới được cơm nó. Thì vậy ta lo đưa đò cho khách, xuống đi ta dạch giáo lý thi thơ. Coi đi kịp giờ qua sông qua biển, Phật trời trình diễn. Giáo pháp y trang, Phật pháp quy hoàng, cả đàn tiên thanh. Bạc không có canh sắp hỡi bay đi. Ngồi ráng nghĩ si coi thì rồi biết. Đừng nên có tiếc cây của trần đời. Nước đã ngập trời, ngập ba trên non núi. Nói thôi trong bụi cái cảnh gian nguy, nói nữa làm chi, nói lì, nói lộn. Nói chòm, nói xóm, nói gốm, nói ghê. Nói chúng đừng mê rồi về tiên Phật. Nói đâu có trật, ôi hở ba gia là con số ba. Không có trật đâu. Cái lắng linh mình đó. Bây giờ mình kêu lắng linh là linh láng đó. Nói đi, nói lợi đó. Nói tới, nói lui đó. Chứ không phải tầm thường đâu. Linh láng đó. Thôi. Xin chúc lành tất cả quý vị nha. Thiên cơ bất.